này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nhờ chư như lai ứng tránh đẳng giác, nhân thuyết tránh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỷ, biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức, thì Đại Bồ Tát ấy vượt qua bậc thanh văn và độc giác, nhất định chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhờ chư Như Lai ứng tránh đẳng giác, nhân nói tránh pháp ở trước đại chúng, tự nhiên hoan hỉ biểu dương khen ngợi, danh tự dòng họ và các công đức thì đại Bồ Tát ấy nhất định sẽ được an trụ bậc bất thối truyền, an trụ bậc ấy rồi quyết sẽ được chứng đắc trí nhất thiết trí lại nữa thiện hiện, nếu đại bồ tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm không nghi hoặc, cũng chẳng mê muội chỉ nghĩ thế này, như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà Phật đã nói, nghĩa lý tất nhiên không có điên đảo thì đại bồ tát ấy do đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh lòng tin thanh tịnh sâu sắc, dần dần sẽ ở chỗ Phật bất động và chỗ các đại Bồ Tát rộng nghe bát nhã ba la mật đa, đối với ý nghĩa của nó phát sanh tin hiểu sâu sắc, đã tin hiểu rồi sẽ được an trụ bậc bất thối truyền, đã an trụ ở bậc ấy rồi nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chỉ nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng sanh phỉ báng, còn được nhiều thiện căn thù thắng, huống là có thể tin hiểu Thọ trì đọc tụng y lý chân như, gắn chặt tư duy an trụ chân như tinh cần tu học thì các đại Bồ Tát ấy sẽ mau được an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, cụ Thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn, thật tánh của các Pháp đều chẳng thể nắm bắt được, thì làm sao Đại Bồ Tát an trụ chân như tinh cẩn tu học sẽ mau được an trụ bậc bất thối chuyển trong chứng quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện như Phật đã giáo hóa an trụ chân như tu các hạnh đại Bồ Tát mau an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp, các đại Bồ Tát ấy cũng giống như vậy, an trụ chân như tu các hạnh đại Bồ Tát sẽ mau được an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Sự giáo hóa của Như Lai hoàn toàn không sở hữu, pháp lìa chân như lại chẳng thể nắm bắt được. Thì ai trụ chân như tu hạnh Bồ Tát sẽ mau an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp. Bạch Thế Tôn chân như còn chẳng thể nắm bắt được, huống lạc, được có an trụ chân như, Tu hạnh Bồ Tát mau an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp, nếu điều này là thật có, thì không có điều đó. Phật dạy này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, sự giáo hóa của Như Lai, hoàn toàn không sở hữu pháp lìa chân như, lại chẳng thể nắm bắt được thì ai an trụ chân như tu hạnh Bồ Tát sẽ mau được an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp. Này thiện hiện, chân như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là được an trụ chân như tu hạnh Bồ Tát sẽ mau được an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp.